Chưa có một bản tin lạ đến từ Phi Luật Tân về ghế điện cho rán. Thưa quý vị, một người đàn ông Phi Luật Tân tên là Gabriel đã bị dư luận mạng chỉ trích nặng nề sau khi người này tung một đoạn phim lên mạng cho thấy anh ta đã hành quyết một con rán trong chiếc ghế điện tự chế. Gabriel cho biết là đã bắt được con rán khi nó bay qua cửa sổ vào nhà anh. Sau đó không hiểu nghĩ sao mà anh này lại dành cả 2 tiếng đồng hồ để chế tạo một chiếc ghế điện mini bằng pin và bóng điện. Rồi buộc con rán lên ghế, thậm chí còn chuẩn bị một chiếc nón kim loại cho nó. Đoạn phim được tung lên mạng cho thấy Gabriel bật công tắc điện khiến con rán vùng vẫy ở trên ghế. Hành động này đã khiến cho nhiều người trên mạng lên tiếng chỉ trích Gabriel đã ngược đãi động vật. Bất chấp những lời chỉ trích thì Gabriel vẫn không hề thấy hối hận mà còn nói một cách chống chế là tôi mở cửa vì thấy trời nóng quá và con rán nó bay vào, nó không nên vào nhà tôi. Tôi đã định dùng vật gì đập nó nhưng tôi thấy quá kinh tởm vì bàn làm việc sẽ bị bẩn. Thưa quý vị và thưa anh Khắc Hành, Bích Trâm thì nghĩ là chắc là vì mấy ngày nay thời tiết quá nóng nực cho nên khiến cho nhiều người phát khùng, trong đó có cái ông người Phi này, cho nên người Việt mình mới có câu là rảnh quá hóa cà tưng là vậy. Tuy nhiên thì hành động cố ý ngược đãi động vật của cái người này cũng nói lên một phần bản chất cũng như là tính cách con người của ông ta. Và thêm một điều là Bích Trâm cũng phải có một vài lời than van với quý vị là quý vị có biết là Bích Trâm rất là sợ rán hay không? Thế mà anh Khắc Hành lại mang cái bản tin này ra khiến Bích Trâm vừa làm tin mà không dám nhìn hình con rán bị hành quyết chút nào. Thành ra chia sẻ với quý vị một chút như vậy. Rồi bây giờ mời anh Khắc Hành. Vậy cô có đồng ý với cái bản án cho tử hình của ông này không? Vâng, đây là cái câu chuyện mà ngôn ngữ thời đại là nó diễn tả là đây là cái chuyện mà chán như con chơi con rán. Nhưng mà cái người cũ của mình ấy, ngày ngày người Việt Nam trước năm 75 hình như gọi đây là một cái chuyện rùi bu, tức là cái chuyện nó chả có giá trị, nó chả đầu chả đuôi gì, nó giống như một cái đống rác là chỉ có ruồi nó bu vào thôi, mà sao mà bàn cãi ghê gớm thế. Thì rõ ràng là một cái chuyện mà để giết một con rán, mà một con vật mà mình cho là rất là bẩn thỉu và có thể là gây ra nhiều hại, thì một đứa trẻ em nó chỉ làm trong vòng 1 giây, tức là nó lấy cái dép nó đập một cái là tan nát, thì một người tới một ông điêu khắc gia mà lại lụi cụi mất 2 tiếng đồng hồ tỉ mỉ làm ra một cái ghế điện coi như là rất hoàn chỉnh, có điện đàng hoàng mà lại có cái nón sắt chụp lên đầu con rán nữa để mà giật nó, thì quả nhiên là cái hành động này hình như nó không được bình thường, đúng không? Nó không bình thường thế nào. Thế mà có những người lại qua những cái hành động không bình thường và rất là gọi là rồi bu như vậy mà lại bắt đầu tranh cãi kịch liệt với ông, mà lại còn viện ra là cái tình nhân đạo với vi phạm cái quyền súc vật đủ thứ cả, thì có lẽ lại là cả không bình thường hơn. Tôi cho rằng là đây là cái chuyện lẽ ra là người ta không nên nói tới tí nào cả. Tại sao lại có những cái người mà lại viện nó ra để mà vấn đề nhân quyền, vấn đề quyền súc vật để mà nói, trong khi chúng ta nhớ là họ là những người Phi Luật Tân, mà những người Phi Luật Tân theo thống kê đó thì hết 70% đồng ý với cái chuyện là ông tổng thống của họ, tức là ông Duterte bắn người không cần và xét xử, nghĩa là bắn trên đường phố luôn. Ông nào bán buôn bán ma túy, ông nào ghiền ma túy là có thể là bị bắn chết luôn. Đó là cái chuyện, đó là chuyện con người đó. Mà cái người dân 70% của người dân Phi Luật Tân đồng ý rằng là ông mới làm như vậy là ông làm vì đất nước. Chẳng lẽ như thế thì hóa ra tại sao cái chuyện đó lại họ không phản đối? Rõ ràng chẳng lẽ là cái mạng người một cái người Phi, dù rằng người đó là một cái tội phạm, một cái người nghiện ma túy, không lẽ không bằng cái con gái này sao? Thành ra đây có gì nhiều cái chuyện mà rất là buồn cười. Tuy nhiên thì chúng ta phải, chắc có lẽ là Bích Trâm cũng chưa đọc hết cái phần hậu của nó, tức là sau khi đã xử tử con rán xong, ông Điêu Khắc Gia Gabriel đã long trọng an táng nó, lấy một cái vỏ diêm làm quan tài đàng hoàng bỏ vào, đem chôn cất tử tế đúng theo cái luật nhân quyền của quốc tế rồi. Tại vì sợ quá không dám đọc hết. Thành ra thôi thì nói đi nói lại cũng vẫn cứ là một cái chuyện chán như con rán. Nói về chuyện sư tử thì bắt đầu có câu chuyện như thế này. Có hai cái đứa bé mà bố nó, hai ông bố đều là luật sư. Thì hai đứa bé mới lôi bố mình ra để khoe tài. Thì cái đứa bé thứ nhất nó nói, mày biết không, bố tao nó chỉ biện hộ có 5 phút thôi.
mà một phạm nhân từ chung thân còn có nằm một năm tù. Cái thằng thứ hai nó biểu môi, nó nói trời đất tưởng gì cái đó mà hay ho gì, bố tao nói có một câu vẫn coi như là phạm nhân không phải tù một ngày nào một giờ nào hết. Thì thằng thứ nhất nó trợn mắt, nó úi trời bố mày nói câu gì mà hay thế. Thằng thứ hai nói là bố tao nói là đề nghị tòa xử án ngay, xử tử ngay tức khắc. Đem ra bắn liền thì không có tù ngày nào hết. Nhanh và gọn. Bản tin vừa rồi đã kết thúc điểm tin trong tuần. Khắc Hành và Bích Trâm kính chào quý vị, kính chúc quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.